rác bao quanh nhà cửa, rác phủ kín đất đai, bụi rác bám lấy con người, khói từ đốt rác nuốt chửng làng mạc. Sống chung với ô nhiễm, rác thải, khói bụi là thực trạng đã diễn ra hàng chục năm nay tại thôn Dưỡng Hiền, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Mỗi ngày, công việc phân loại vải vụn từ những kiện vải thải như thế này mang lại cho chị Phương thu nhập từ 70 đến 200 nghìn đồng. Trung bình 1 tấn vải vụn sau khi phân loại sẽ loại ra 300 đến 500 kg rác. Không chỉ chị Phương, nghề phân loại vải vụn đã trở thành kế sinh nhai của hàng trăm nhân khẩu tại thôn Dưỡng Hiền. Cũng chính bởi nghề phân loại vải vụn này, không biết từ bao giờ làng Dưỡng Hiền đã trở thành bãi rác vải vụn khổng lồ. Và sống chung với ô nhiễm được chấp nhận như một cách để người dân đánh đổi lấy đời sống khấm khá. Liên quan đến vải thì tất nhiên phải bụi rồi. Cả làng, các làng làm nghề giờ thì cũng phải đổ ra thì phải đốt chứ biết làm thế nào. Khó chịu chứ, phải ở thì bây giờ người ta cứ đổ ra thì người ta đốt thì biết làm nào. Tại làng nghề này, không một khoảng đất nào không thấy sự xuất hiện của vải vụn. Sau quá trình phân loại, chắt lọc các phần vải có thể sử dụng, toàn bộ vụn vải còn lại sẽ được xử lý theo phương pháp duy nhất là trở ra đê sông Nhuệ đốt bỏ. Việc này được thực hiện rất nhiều năm nay và gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường tại địa phương này. Chả có cách gì, tất cả làng làm như này thì chỉ có lên đấy là đổ lên đấy thì tối đến có người họ đốt. Chắc chắn là có ô nhiễm rồi, tại vì có nhiều nhà không có công ty đến thì chắc người ta mang đi đâu đốt thì chắc chắn là có ô nhiễm rồi. Đa số các cái vải chúng ta dùng bây giờ là rất ít là cotton, tức là cái vải bông, mà chủ yếu nó là những cái vải mà nó là vải nhân tạo như là ni lông và polyester. Thì những cái này nó cũng giống như là những cái thứ như là cái polymer như là ethylene hoặc là cái propylene hoặc là những cái polymer ấy, cho nên rất là bền. Khi chôn ở dưới có thể hàng trăm năm nó vẫn giữ nguyên như vậy. Khi đốt tự nhiên thế này đấy thì ở cái nhiệt độ nó chỉ khoảng chừng là dưới 1000 độ, thì cái nhiệt độ dưới 1000 độ ấy nó sẽ sinh ra một số những cái hợp chất rất là nguy hiểm, đặc biệt kể cả dioxin. Thì những cái sản phẩm này có thể là gây cái ngộ độc cho con người và gây ra cái biến dạng rồi để tất cả các thứ cho thai nhi, tất cả như chúng ta đã biết, chất độc màu da cam nó để lại cái dioxin đấy, thì nó gần giống là như vậy. Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình về hiện trạng môi trường, người đứng đầu địa phương cho biết địa phương không thể giải quyết được. Đầu tiên thì khi là cái bãi rác của cơ sở còn tiến hành được thực hiện được thì ta chôn lấp, nhưng đến nay thì bãi rác cũng đầy mà thực hiện cái cơ chế của quy định của thành phố đã về việc thu gom rác thải tập trung. Thì quá trình triển khai thì chưa triển khai được cái việc thu gom rác thải tập trung này, nên là cái việc dẫn đến đốt. Cái gì phải xác định rằng là quản lý nhà nước mà dẫn đến để tình trạng ô nhiễm môi trường này thì không thể tránh khỏi là cái trách nhiệm rồi, đúng không ạ? Cái tôi phải khẳng định về điều đó. Nhưng mà bởi vì cái biện pháp ở đây thì nó cũng chưa có những cái biện pháp hữu hiệu. Cái này thì thực sự là cũng đôi lúc đối với cấp xã cũng được bất tòng tâm, đã sử dụng hết các biện pháp rồi. Cách thôn Dưỡng Hiền một con sông. Hơn ai khác, người dân xã Hiền Giang hiểu rõ hậu quả của ô nhiễm môi trường hiển hiện trong mọi sinh hoạt. Chúng tôi bị ô nhiễm như thế là hơn 10 năm nay rồi, không ít.
ngày nào cũng đốt, tối nào cũng đốt. Dưới sông thì bốc lên mùi hôi thối, đường thì là bẩn, rời nắng thì như sương mù, rời mưa thì trở thành ruộng trang mạ. Sông thối ô nhiễm, coi là lúc nào mưa xuống cái là coi là trong nhà không thể ngửi được. Tất cả dân ai ra nói nhưng mà vẫn đâu vẫn vào đấy, chán thôi. Nhà nào cũng phải đóng cửa hết, bật điều hòa. Mùa nóng thì nó đôi, mùa nắng thì nó bụi, như sương mù luôn. Theo lãnh đạo xã Hiền Giang, địa phương đã nhiều lần kiến nghị với xã Hòa Bình và thành phố nhưng chưa được giải quyết. Những cái phần rác thải thừa thì không ai thu gom, thành phố không thu gom cái phần rác thải công nghiệp này, cho nên người dân đã đem tự ý đốt. Và chính quyền địa phương thì cũng đề xuất rất nhiều lần nhưng mà cũng chưa có cái biện pháp nào để ngăn chặn được việc này. Rác thải công nghiệp này nó rất là ảnh hưởng đến môi trường, nhất là đối với các cái không khí, khí thở. Người dân thở nó rất là khó chịu, tức ngực. Và thực sự mà nói thì ở đây chúng tôi cũng đã có ý kiến rất nhiều để đề xuất đề nghị nhưng mà về thực sự nói là chưa có cái biện pháp nào hữu hiệu. Sau mỗi lần phân loại vải để xuất bán, tất cả số lượng vải bỏ đi sẽ được người dân Dưỡng Hiền mang ra bờ đê sông Nhuệ, ranh giới với xã Hiền Giang đốt. Và ngay bên kia bờ đê cũng chính là đường đi học của hàng trăm trẻ em tại xã Hiền Giang. Trong khi người dân làng nghề Dưỡng Hiền vẫn coi việc gây ra ô nhiễm môi trường là đánh đổi nhiễm nhiên để có kinh tế, các giải pháp được cho là mạnh mẽ sát sao vẫn chưa được thực hiện, thì sống chung với ô nhiễm là niềm bức xúc, nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguôi với người dân.